Penn Houston Academy After School Program với trường học trên 12.000 square feet, cùng với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp và chương trình giảng dạy theo nguyên lý giáo dục sáng tạo từ đại học lừng danh Stanford và Harvard, sẽ tổ chức Open House vào Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2015. Từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều, sẽ có rất nhiều sinh hoạt vui nhộn, sáng tạo và trí tuệ cho trẻ em như bong bóng tạo hình, làm túi kẹo cho Christmas, làm kẹo bông gòn, bắp rang, các trò chơi toán học và khoa học theo từng đội, chụp hình với Santa Claus, Moonwalk, thi cờ vua, thi ráp Lego và nhiều trò chơi khác cùng các món quà và những giải thưởng đặc biệt cho các em. Những dịp này, phụ huynh sẽ có dịp tìm hiểu thêm về chương trình After School, đặc biệt được thiết kế riêng cho từng em, với thiết bị computer tối tân để phục vụ cho việc học. Đồng thời, các thầy cô sẽ giải đáp những thắc mắc của phụ huynh về các chương trình học tập. Sẽ có phục vụ thức ăn miễn phí trong ngày khai trường. Xin kính mời toàn thể quý vị đến tham dự. Trường bắt đầu nhận đăng ký học sinh đầu tháng 12, xin vào website vnacademy.xyz hoặc gọi cho chúng tôi.